Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Video ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm thử thách người cuối cùng ở trên cây cầu. Và chúng tôi sẽ chia làm hai đội, Vinh Tiền Lẻ và Phương Ưu Côn sẽ là một đội, Hiếu Tồ Tè và em Phòng Vọt Vẹt sẽ là một đội. Luật chơi cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần trả lời câu hỏi. Để đội nào mà trả lời sai thì tiến lên một bước, đội nào mà nhảy xuống ao trước, đội đó sẽ là đội thua cuộc. Các bạn hiểu không? Rồi. Các bạn ơi, hai thằng kia tuổi gì thật? Vinh ơi, yên tâm, hôm nay chắc là khả năng em nhảy xuống ao trước. Okay, anh. Thì kèo trước thì chúng tôi thua rồi, kèo hôm nay chúng tôi sẽ phục thù với các bạn nhé. Ăn chặt các bạn ạ, cho thằng Vinh xuống ngoài xuống ao cho nó mát nhé. Rồi. Thì trước khi vào video, tôi xin được giới thiệu với các bạn một app chơi game và có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kawin. App này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như Android. Nếu bạn nào muốn chơi, tôi sẽ đặt link dưới phần mô tả. Và app này là một app mới nên có rất nhiều chương trình khuyến mại. Thì chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nhận 6.868 đồng. Và chúng ta cũng thể kiếm tiền bằng cách là chia sẻ lên Facebook để nhận 3.000 đồng mỗi ngày. Để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta hãy tiến hành nạp tiền. Và app này hỗ trợ rất nhiều hình thức nạp tiền như là nạp qua thẻ cào, MomoPay, ZaloPay. Và app này có rất nhiều loại game hay như là game hot, game bài, bắn cá, lẩu hũ. Thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi và cách kiếm tiền nhá. Thì các bạn hãy chọn một loại game mà các bạn yêu thích. Như tôi là tôi sẽ chọn game bắn cá đi. Thì cái game bắn cá này cũng rất đơn giản. Thì chúng ta cứ săn được nhiều cá thì là tiền sẽ cộng vào tài khoản của chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền nhá. Đó. Để có thể rút tiền được thì chúng ta hãy tiến hành liên kết với tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta hãy vào liên kết tài khoản ngân hàng. Và sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ cần nhập số tiền cần rút và nhấn rút tiền. Như vậy tiền sẽ cộng vào tài khoản của chúng ta. Như vậy đây là một app chơi có rất nhiều loại game hay, chúng ta có thể giải trí và kiếm tiền được. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kawin. Thì là hai đội đã cử hai ứng viên ra nhá. Vinh Tiền Lẻ và Hiếu sẽ là người đi trên cây cầu. Và Côn và Phòng Vọt Phè sẽ là người trả lời câu hỏi. Rồi, hai đội sẵn sàng chưa? Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên nhá. Đây là một câu hỏi liên quan đến chứ tư duy và tưởng tượng nhá các bạn nhá. Nhà nào lạnh lẽo nhất mà ai cũng muốn tới? Bên Côn trả lời trước. Nhà nào lạnh lẽo nhất mà ai cũng muốn tới? Ôi không biết còn đúng không, nhà băng à? Rồi chính xác, đội lại tiến lên một bước. Rồi. Ôi thế bên này thế nào đấy em ơi? Bấm chậm quá bác ơi. Đừng để cho Hiếu nó nhảy ngao trước. Sao cái thằng Phòng nó ngu thế không biết được, các bạn nó sao tay nó chậm thế. Đôi này thế nào? Ăn chặt. Rồi hai đội sẵn sàng đến với câu hỏi thứ hai nhá. Rồi. Trong tiếng Anh con mèo là gì? Đội Phòng trả lời trước nhá. Cat. Rồi chính xác bạn ơi. Câu đấy tôi cũng biết đáp án luôn nhưng mà chỉ hơi chậm tay một chút thôi. Rồi tôi đi lên đây rồi. Rồi. Rồi cả như vậy là cả hai đội đều là tỷ số 1 đều các bạn nhá. Còn rất nhiều câu hỏi. Rồi chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo nhé các bạn nhá. Ok. Con gì có cánh mà không có lông? Con gì có cánh mà không có lông? Ừ. Con gì có cánh mà không có lông? Nó rất là đơn giản các bạn ạ. Dễ thế mà sao lại không máy bay là con đấy. Rồi sai rồi, sai rồi. Rồi sai rồi, sai rồi, máy bay sai rồi. À đội Phòng trả lời là máy bay nhá, sai bạn nhá. Sai rồi các bạn nhớ bấm chuông. Không không ai người ta gọi là con máy bay cả. Rồi, lên sai. Một bậc. Rồi. Các bạn ơi, con có cánh mà không có lông nó là con diều đấy các bạn nhá. Đúng rồi. Điên à. Không. Bây giờ đội nào muốn hại đối thủ thì phải bấm chuông nhiều. Mà bấm chuông nhiều trả lời sai thì cũng phải lên. Đó. Đội nào mà cứ giữ an toàn không trả lời được. Đúng rồi. Rồi. Ok nhá. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Đọc 4 câu thơ trong bài thơ Bánh Trôi Nước. Câu này tôi không có đáp án rồi các bạn. Xem đội kia có đáp án không thì để Vinh bước lên một bước thôi. Bắt đầu. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy lối ba chìm với nước loan. Rắn nát mặc dầu tay kẻ lặn, nhưng em vẫn giữ tấm lòng son. Rồi các bạn. Rồi các bạn này, như vậy là đội của Phòng đúng rồi nhá. Đội này lên một bậc. Rồi đội này đi. Cái này được cái gì? Rồi rồi. Ok. Mới lên được gì bạn ơi? Các bạn ơi, cái câu đấy thì tôi không có đáp án các bạn ạ. Thôi giờ hai đều chúng tôi sẽ cố gắng câu tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhá. Câu này thì cũng rất là dễ nhá. Hai đội chuẩn bị sờ vào chuông và sẵn sàng này. Trong bài hát Một Con Vịt, tại sao con vịt lại bị bà bị bõm? Dễ nhỉ, đơn giản thế. Rồi, bên Côn có trình sửa trả lời nhé các bạn nhá. Vì nó ở dưới nước thì nó chả bị bà bị bõm. Rồi các bạn ơi, như vậy là đáp án của Côn là sai nhé các bạn nhá. Chúng ta chỉ cần đọc cái bài thơ, đọc bài hát con vịt đấy lên là xong. Đấy, con vịt nó gặp hồ nước nó bị bà bị bõm. Lên một bậc em ơi. Đây nào.
Ôi. Bây giờ đội nào muốn giữ an toàn thì không phải trả lời, chỉ chờ đội kia trả lời sai là dụng thôi. Các bạn ơi, ta con vịt nó gặp hồ nước thì là tôi bảo con vịt nó ở dưới nước thì khác gì nhau. Sai, đấy là nó gặp với cả nó ở nó sẵn rồi, ở nó là hiện tại rồi. Chồng của mẹ mình gọi là gì? Đội con có sự trả lời. Chồng của mẹ mình. Thì mình gọi là gì? Chồng của mẹ mình. Mình bấm chuông làm gì nhỉ? Chồng của mẹ mình gọi là... Chồng của mẹ mình gọi là bố. Chính xác. Nó đơn giản thế này, nó hai đầu suy nghĩ rồi. Tôi lại lên một... Cô em đoán được câu đấy phát. Cô đeo bấm chuông, đeo bấm chuông. Cô thì lại trả lời. Đấy đấy. Các bạn ơi, em loan luôn là bố rồi. Đã chửi sang phòng rồi, đồng đội đã chửi sang phòng. Lên đi. Lên rồi, các bạn ơi. Tôi nhiều, tôi cho ngoài. Đúng rồi, phòng này cho Hiếu xuống ngoài đi. Tỷ số bây giờ cũng ngang nhau đấy các bạn ạ. Rồi. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo nhá, toàn những câu hỏi dễ thôi các bạn ơi. Bấm đi bóng ơi. Ôi. Bấm sai cho Hiếu nhảy. Trong bài hát Tiến quân ca, lá cờ được in gì lên? Rồi, kìa, xong rồi, ấn đi. Rồi, đội côn có trả lời trước nhá các bạn nhá. Lá cờ in sao vàng. Sai rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, trong bài hát Tiến quân ca thì lá cờ được in máu nhá. Cờ in máu chiến thắng vang hồn nước. Đừng tên lão. Rồi, rồi lại lên một cờ. Các bạn ơi, anh cô tưởng mình thông minh lắm các bạn ạ. Rồi. Còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm, thoải mái, còn đâu mới nhảy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Con trai của vua Hùng được gọi là gì? Ngày xưa thì vua Hùng có rất nhiều người con các bạn. Đó, thì là nó sẽ chia ra giữ các chức quan nhưng mà gọi chung ấy là gì? Trả lời đi Hoàng ơi. Con trai của vua Hùng gọi là gì á? Thôi đừng, anh không biết, đừng. Đừng trong phòng ấy. Phòng ấy bình tĩnh thôi em ơi. Cả hai đội mà không trả lời được thì cả hai cũng cùng lên nhá. Có rồi. Ngày xưa thì không biết được gọi gì cho. Rồi các bạn ơi, thằng Vinh nó bảo ấy đại thì tôi trả lời là mình bước lên trước thì anh biết sai rồi. Hoàng tử. Rồi sai các bạn ơi. Ngày đó thì nó không phải như là những cái thời phong kiến đâu. Nó không phải gọi là hoàng tử. Đấy, mà nó gọi là quan lang các bạn ạ. Rồi. Vinh lại lên được tiếng. Lên rồi. Rồi. Em ơi còn nhiều lắm em ơi. Lăng bước nữa em mới bị xuống ao em ơi. Em cứ tin tưởng vào anh. Thắng quá coi. Tôi không ai không tin tưởng anh côn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Con gì có mũi mà không có mắt, có lưỡi mà không có miệng? Câu này thực sự là rất là dễ các bạn ơi. Con gì có mũi mà không có mắt, có lưỡi mà không có miệng? Rồi đội team PSD trả lời nhá. Con ngươi. Đội team PSD trả lời con ngươi. Con ngươi là sai các bạn nhá. Đây là có... Nó sẽ có hai yếu tố này, có mũi và có lưỡi thì nó sẽ phải là con dao đấy các bạn nhá. Đúng rồi, ui, đơn giản thế. Ui giời, đơn giản thế mà không đi ra, nhưng mà anh côn thì em ơi, rồi. Vinh ơi. Tố này vẫn còn nhiều. Em tin tưởng anh đi, vẫn còn 4 bước nữa em mới xuống ao. Rồi. Bây giờ xuống ao chặt rồi. Bây giờ tôi không tin tưởng anh côn. Giờ tôi kéo tôi để trên trần cho anh côn trả lời kiểu gì Vinh cũng xuống ao các bạn ạ. Lên đi Vinh. Lên rồi. Ok. Rồi Vinh ơi, cố lên em ơi, lần sau em phải tin cả anh côn vào. Con từ bé là tôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé các bạn nhá. Dịch sang tiếng Anh từ con chó. Rồi bên team PSD trả lời. Dog. Chính xác các bạn ơi. Yeah, thế Vinh mày thấy không? Mày thấy không? Mày thằng này nó có đi học đâu mà chúng nó biết. Lên em ơi. Lên đây. Ok. Gắn bằng được con hai bằng nước thôi. Hai bằng nước vậy. Ôi con cố gắng lên cho Hiếu bằng nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về dân gian nhé các bạn nhá. Kết thúc câu chuyện cây tre trăm đốt, anh Khoai bay lên trời bằng gì? Rồi. Cây tre sao ấy? Sai các bạn ơi. Thế các bạn ơi, phòng trả lời bay lên một cây tre là sai các nhá. Thì trong chuyện cây tre trăm đốt thì là anh Khoai không bay đi đâu cả các bạn. Đó. Bước lên đi em ơi. Sai rồi. Lên. Ô thế gần bằng nhau rồi đấy. Có một cái nữa. Anh cứ tin tưởng em.
Rồi, tin tưởng nhau thế là tốt rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Rồi. Con gì không có xương mà vẫn sống? Rồi, đội team PSD trả lời. Ô, câu hỏi thế nào nhỉ? Con gì không có xương mà vẫn sống? Con gì không có xương mà vẫn sống? Ừ. 5. Con gì mà không có xương mà vẫn sống? 4. Con người. Rồi các bạn ơi, như vậy là Côn trả lời con người là sai các bạn ơi. Con người chúng ta thì thiếu về xương. Rồi. Tiến lên em ơi. Rồi. Em ơi, vẫn còn 3 câu nữa em thoải mái. Rồi các bạn ơi, con có xương mà vẫn sống được đó chính là con dốc đấy các bạn nhá. Đúng rồi. Ui, ôi ông Dung ơi, từ Dung mẹ nó Dung nói đấy. Mình chẳng chết các bạn. Rồi. Dung nó lắc lư rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé các bạn nhá. Rồi. Ngày mùng 1 tháng 6 là ngày gì? À! Nên Côn trả lời trước nhá. Mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Rồi, chính xác các bạn ơi. Lên đi em ơi. Hơi chậm anh ạ. Chậm. Tay hôm qua đã thiếu cái run quá. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé các bạn nhá. Ngang nhau thôi. Thiếu còn 4 thì tôi còn 3. Rồi. Anh Côn cố gắng lên con ơi. Xe nào không bao giờ giảm đi? Đây là đố mẹo, đố chữ các bạn ạ. Xe tăng. Rồi, chính xác các bạn ơi. Lên một bậc nữa. Lên đi. Tiền thế còn này cô trọng chứ. Anh xe gì không bao giờ giảm đi á. Xe tăng là gì? Đố chữ đấy còn gì? Xe tăng là gì? Anh Côn chưa hiểu mà. Anh bắt đầu ngắn. Anh Côn chẳng cái gì mà chẳng. Anh Côn có biết đâu mà chẳng đần. Đầu đần cũng biết cái gì đâu. Không trả lời được. Cái đang tôi sắp xuống ao rồi. Cái đang nhảy trước đi hả? Rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Cô gắng lên. Hai bên sờ vào chua này. Câu này rất đơn giản, cực kỳ đơn giản. Trong một ngày Kim giờ quay bao nhiêu vòng? Bên team phòng trả lời trước. 24 vòng. Chính xác. Học cao đẳng mà thế này kéo gặp học chơi cấp 1 thế này. Trời ơi các bạn ơi. Vinh ơi. Hả? Bao giờ nhảy xuống ao mới biết đội nào thua? Ok. Một câu này nữa rồi. Ờ, đội tôi vẫn còn thở được thì vẫn còn gỡ các bạn nhá. Rồi, hai đội cố gắng lên nhá. Đội Vinh giờ chỉ còn một câu nữa là hai câu nó lọng vỏng thôi các bạn ơi. Đội Hiếu nó còn nhiều lắm. Giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Rồi. Ba con gà thì có bao nhiêu cái răng? Rồi, đội phòng trả lời trước. Các bạn ơi, gà nhờ gì có răng mà này. Chính xác các bạn ơi. Vinh ơi. Bước lên. Lên đi em. Đấy, dám rồi. Lên đấy. Dám lên đấy, mày dám lên đấy. Không sao. Sao đâu mà. Nó bánh đầu kia. Đấy, Côn đứng ở đầu anh. Rồi. Rồi. Ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo đấy các bạn nhá. Rồi. Cái gì có hai lỗ? Có gió thì sống mà không có gió thì chết. Có hai lỗ. Team PS đây trả lời. Cái gì? Lỗ thông gió. Sai các bạn ơi. Anh con ơi. Tôi nhảy các bạn nhá. Các bạn ơi, như vậy là các bạn như vậy là đội team PSD đã trả lời sai các bạn nhá. Có hai lỗ, có gió thì sống mà không có gió thì chết, đó là cái lỗ mũi các bạn nhá. Như vậy là đội của team PSD bây giờ không còn bậc nào nữa, phải nhảy ngao nhá. Tôi cứ tưởng anh côn đặt cấp nào mà tôi nhảy ngao này. Mày nhảy đi. Ok, tao nhảy cho. Nhảy đi. Tạp đi cái. Các bạn ơi, sướng thế, các bạn mát thế các bạn. Ui mát thế, các bạn tới bơi vòng cái đó cho đỡ nóng nhở ơi. Thôi các bạn ơi, như vậy là thử thách người cuối cùng ở trên cầu ngày hôm nay thì team của Phòng và Hiếu đã giành chiến thắng nhá. Và sẽ được 1 triệu đồng, tí nữa thì tôi sẽ trao nhá các bạn nhá. Còn team Côn ngày hôm nay thì nói chung là cũng sát sao ấy, nhưng mà Côn hôm nay là hơi hiếu chiến trả lời hơi thừa hơi nhiều các bạn. Anh Côn này toàn tự sát thì các bạn ạ. Trả lời là câu nào đâu. Chắc căn bản là thằng chắc hôm nay tức Vinh rồi. Tức Vinh các bạn là đại tử ngu. Đại tử ngu quá, chắc toàn thích trả lời sai cho đại tử nhảy ngao thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, clip này tôi cứ hy vọng nó may mắn như clip trước, nhưng mà nó không may mắn thì tôi sẽ cố gắng ở clip sau các bạn ạ.
Và các bạn, như vậy là đây là một clip giải trí cũng như để cho mấy anh em trong team ôn lại kiến thức nhá. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ và comment tất cả ý tưởng của các bạn dưới phần bình luận. Một nữa cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào.